răng lại co rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có bắt tay đang không? Cô bắt tay đang như này. Không thả. Hả? Ý, coi em nào, mặc bikini trông. Nhanh lên nào. Quá khá. Màu lên thôi. Mình phải ra nói chuyện với em mới thôi. Ủa, Alex sao vậy? Ai biết? Trời ơi, đẹp gái ở đâu? Trời ơi, trông đẹp vậy. Mình tới xin số em mới thôi. Tức quá mà. Mình không tới chắc em. Chị cháu. Hai cái tên này làm gì vậy? Em trai chưa vậy? Ai vậy? Né nè, né nè. Hay dự, hay dự. Tức quá. Trời ơi, cái ống lắc dẻo như cái đồ TikTok này. Để mình lắc cho em coi nha. Mệt ghê. Yếu xịu. Quạt đều tay xíu. Để quạt mát cho em nhá. Anh lấy cho em ly nước này, em uống đi. Đi đây. Bóp chân giùm đi. Bấm chân luôn, bấm chân luôn này. Đây cho vui vẻ. Đau quá đi, đi đứng kiểu gì vậy Lisa? Sao thế? Nhìn cái gì? Con nhỏ nó ghê vậy. Ơ, là bọn họ? Họ trở thành đồ cận cho con ta sao? Ờ, cái này. Ờ, làm gì vậy? Gì nè? Hay đó Lisa. Hay da. Bọn nè. Ôi đây, Anna đi ảo à. Không có bị ngủ không ai nè. Đau quá. Hả? Chuyện gì nữa vậy? Để xem một thứ nữa nào. Chú anh, em thấy có buồn lại không? Lại là cô ta. Cô làm gì vậy đó hả? Chú cô ta quay lại rồi kìa. Rõ ràng chính tôi nên cô ta nhốt vào đó mà. Nhưng chìa khóa đâu? Cô có giữ không? Ừ, chìa khóa hả? Ủa, đâu rồi kìa? Hả? Gì vậy? Chạy, chạy! Chạy tới nữa. Chạy nhanh vậy. Mau lên, mau lên. Ra lấy sống rồi nào. Bắt đầu nào. Đến với bữa tiệc sinh nhật của tớ. Hôm nay tớ chơi thật đã nha. Nhạc lên nào. Lên luôn các bạn ơi. Lên luôn đây. Quẩy cứng đét luôn. Quẩy mạnh các bạn ơi. Hay quá. DJ đánh nhạc tuyệt thế nhở. Trời, sao như DJ Mia vậy. Xem nè. Các cậu thật tuyệt. Nhìn cái mặt bên báo thần. À ha, bánh kem của cô ta đây mà. Xuống nó đi mới được. Ơ kìa, cô ta tính phá bánh của anh nè. Phải cho cô ta biết đây. À, sao thành tảng đá rồi? À, cái chân của mình. Đáng đời thiệt sự. Thôi không, trời sắp mưa rồi. Anna, tớ có cái bánh kem của cậu nè. Bánh kem của tớ đấy. Cô thổi nến đi, ước điều ước sinh nhật của mình đi. Bánh kem to quá đi, mình thổi nến nhé. Aha. Oh, trời không mưa nữa rồi. Yeah. Chúc mừng sinh nhật nha. Giờ là tiết mục tới dành tặng các cậu. Cái gì cơ? Sao cô ta có thể nổi bật hơn mình? Ôi, gì vậy? Sân khấu này là của ta. Hãy xem ta nhảy đây. Cô làm cái trò gì vậy? Để coi ai nhảy hơn ai. Đồ bắt chước. Cô nói cô hả? Trời, đừng có gây lộn nữa. Alex, giúp bọn họ đi. Thôi chán lắm rồi, tập nào cũng nhảy vào cam này. Được rồi,
Để tớ ra tay. Đứng im hết rồi. À ha, có cách này. Đối chỗ nào Anna X. Xong xuôi. Anna. Anna Alex. Nhìn kỹ thấy Alex thật đẹp trai, body cũng đẹp ghê. Nhận lấy nụ hôn của ta này. Phải vậy chứ. Chuyện gì vậy? Cái tay này sao dám ăn hiếp em bướm? Đi chỗ khác. Chờ em bướm. Nước mát quá đây. Ê, mình cũng phải bơi cái xem nào. Sao, bắt đầu đi. Ok. Ôi trời. Mất cười quá đi. Chừng người nhá. Chạy cầu tập thôi. Ok, chạy luôn. Mình không thể nhận nổi nữa. Nhảy luôn nào. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Cứu tôi với. Có cái gì vậy? Ôi không, sao nhờ? Mình cũng thích rồi. Xin chào bạn. Xin chào. Wednesday à? Gì vậy? Nhìn nè, body săn chắc của tớ này. Cơ bắp nha, cơ bắp cùng quần ờ hết. Tránh ra đi, ồn ào quá đi. Làm ơn, hãy thả bạn của mình ra đi mà. Tránh ra. Vậy thì để mình quạt cho cậu ha. Ôi, cô ấy đi mất rồi. Để mình nghĩ cách khác coi. Mình ra được rồi. Wednesday à, ơi cảm ơn cô nhiều nha. Yeah, cô là vị cứu tinh của ta. Tuyệt vời quá, Wednesday tuyệt vời quá. Hả? Hello, xin chào mọi người. Úi giời ơi, ai mà trông nụt thích ghê nhờ. Trời ơi, cô ấy là cô ta. Cậu là ai? Mày dám vô đây. Các ngươi định làm gì? Mau chạy đi mọi người ơi. Để tôi xóa tóc cho cô nha. Đúng vậy. Hay lắm. Nhìn đi, ngắm quả sau muối này của anh đi. Xem đây. Ôi trời ơi, đau quá. Mày làm cậu ấy ngã mất rồi. Tỉnh lại đi Megan. Ta phải báo thù. Không. Mày quá mơ thôi. Bọn họ đang chơi bóng à? Bây giờ anh tự phát bóng này, chuẩn bị đỡ nhá. Dạo dò đi cân. Hello các cậu. Sao cô nhìn tôi chầm chầm vậy? Cậu cứ đọc sách đi nha. Bye bye. Cho xin mấy nha. Gì vậy? Wow, ngon quá. Chờ tớ miếng coi. Sao mà lấy được của tôi? Đồ ăn của tôi thì phải là của tôi. Hả? Tưởng mình ngon lắm hả em? Nó được chết rồi. Ta tới đây bên kia. Đừng có mơ. Lấy thêm tù cũng không có giải quyết được cái gì đâu. À ha, ném tên ép chú mắt này. Tên phút chốt nè.
Ôi trời ơi, hỏng hết cả phần mềm của tôi rồi. Trong cái mặt ra có gì? Tại sao trái người chơi ác quá vậy? Em nó đứng lại. Em chạy đâu đây? Thôi đau quá. Ủa? Cậu có sao không Anna? Do tớ không cẩn thận. Tớ đỡ cậu dậy. Cậu tốt bụng thật đó Megan. Trời ơi Lisa, cậu dám ăn bụng nữa à? Ừ. Đừng có làm như vậy nữa mà. Đứng lại đó. Cẩn thận đó. Ủa Megan. Wow, Megan kỳ xinh quá đi. Anna, Anna ơi. Nói chuyện với cậu vui quá. Sao lại đứng cười kia nhỉ? Mình làm bản thân nha. Đang nói chuyện với ai đấy? Anna. Ra đây bảo này, đừng có nói chuyện với cô ấy nữa. Em sẽ không như là anh đâu. Hả? Không á? Hả? Em làm gì vậy? Em đi ra đây anh bảo với đây. Bắt em lại mới được, không được lại lách. Thì bực thế. Em trêu anh đấy Anna. Anh cứ bắt được em. Đấu với ta. Không bắt được rồi, gãy hết cả tay rồi. Anh thiệt mắc cười Alex. Cậu làm tốt lắm Anna. Anh là ngu ngốc. Xem đi. Hay nhà. Ồ, có chuyện gì vậy? Cứu tôi với. Hey, Wes, làm bản thân không? Quá vô tri. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Mau trốn sống rồi. Sống vào nhá. Trốn lúc này được nè. Cậu ấy tìm sao được mình ở đây. Đứa hình bắt được em. 90, 95, 100. Đi tìm đây. Chơi cậu thật chút mới được. À, tiếng sột soạt ở bên kia nhá. Đúng rồi, ở bên này có người nè. Bên này cơ mà. Không lại bọn họ ở đâu quá nhở. Dù gì. Để mình tăng độ khó cho game nè. À, thấy rồi nhá. Trốn không cẩn thận lại đi sột soạt sột soạt. Ủa? Cho mình biết ở đấy nữa chứ. Tiếp tục đi chàng khờ. Đây rồi. Game này easy quá luôn. Vậy mà cũng lừa được hắn. Ây ôi, cái gì đây? Người gì ngốc ghê. Hả? 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 Cá mập, kêu. Ủa, nó sắp đuổi đến nơi rồi. Kêu tôi với. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Trời ơi, mày Alex đi đâu nữa? Ủa, là Amanda. Ôi, nè. Con chơi kiểu gì kì vậy? Làm gì nguy hiểm lắm đó, biết không? Yên đi. Trời ơi, con đang nổi giận rồi. Mình ở dưới thủy cung này. Nhưng mà ở đây cũng hay đấy. Đây là à, trông giống sắc bình đấy nhở. Em nào, đây là cái miệng, đây là cái răng. Oh no, răng của sắc tàn thảo rồi, sắc tàn tay. Ôi trời ơi, sắc bình đuổi theo tôi. Sao nhanh thế? Mình mệt quá. Sao có dễ vậy? Nhấn ngay con cái mặt của hắn. Cậu ấy kia rồi, cứu cậu ấy. Chơi như con mặt kìa. Sợ chưa hả? Alex, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lớn con này có sao không vậy? Mình có cách này. Alex, dậy, dậy. Sắc bình, sắc bình. La la la, ngày thật đẹp nha. Tiếng gì vậy cả? Kỳ quá. Oh no. Nè. Ôi, lại quên. Cô dở trò đi rồi nha. Sao, bây giờ có chối nó không hả? Tưởng tôi dễ ăn hiếp à? Xem đi. Ôi trời. Cô ta lợi hại quá đây. Ôi, xin được tài sản rồi. Cô ta lợi hại vậy sao? Ha ha, rén rồi hả Lisa?
tới phiên cô rồi đó. Tha cho tôi đi mà. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Thành công. À ha, mọi thứ mình đi lại rồi. Anna, cảm ơn cô nhiều nhá. Mình cũng lấy nha. Sao? Được. Đến giờ đây.
Để em xem nào. Đây, cậu làm đi. Cậu đẹp một chút thôi là tóc lại đẹp cũng ngay mà. Nhìn thấy chưa? Vi diệu thiệt đó. Cảm ơn cậu nhiều nha. Hả? Trời ơi, trời mưa rồi. Thấy chà, trong cô ta kìa. Trời ơi, lại là hai cái tên này. Đi, Anna đi thôi. Mình không dám gặp ai hết. Đừng có khóc nữa mà. Đừng lo. Để em nghĩ cách xem nào. À, nghĩ ra rồi. Hả? Gì vậy? Đến giờ vào việc. Anna. Cậu còn cười được sao? Vui lắm hả mà cười? Không phải lo. Đây là thuốc mọc tóc. Hả? Thuốc kích thích mọc tóc hả? Lại đây, đưa đầu đây. Không ổn đâu. Nhưng mà thôi, cũng được, thử đi. Mình đang cảm nhận đó. Chuẩn bị xem kết quả nha. Để coi. Mau làm theo lời tôi bảo đi. Được, hiểu rồi. Bỏ cái mũ đó ra. Để tôi xả nước lên đầu của ta. Này thì tóc nè. Cậu nhầm rồi. Trời ơi, sao tóc. Đừng có chơi khăm nữa nha. Mày nghĩ tôi Anna. Chuẩn bị phát bóng một cú ăn ba này. Đỡ này. Xem tất cả bóng nè. Không được đâu Anna. Chúng có gặp tôi rồi. Lisa có sao không vậy? Chúng ly sao? Cô cười được hả? Nào, phát bóng lại đi. Dẹp hết tức bọn này. Nặng quá đi. Chân run thế kìa. Cậu ổn không Lisa? Rồi. Đội hình cái đội hình gì ấy? Ngon thì phát bóng đi Alex. Này thì hai người này. Dễ hơn. Sao cậu ngã nghiêng vậy Lisa? Không đâu. Trúng luôn kìa. Tại cậu hết đi giỏi rồi. Bắn tới đây. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, bẻ cái bánh rồi. Cái tên hậu đậu này mắc cười quá. Chọc hắn thêm mới được. Mắc quá đi mất. Ai để trái bánh ở đây đây? Hả? Ôi ôi. Tí nữa thì dính. Ai đá ra đây đấy nhở? Alex, là cậu phải không? Không ta cho cậu. Ở kia, làm cái gì đây? Dễ bị dụng ghê. Ở Anna. Mặc kệ cậu. Hình như Anna vẫn nhìn mình. Hả? Làm lên tiếp thôi. Con nhỏ này giận dai gì. Để mình tạo trò vui cho hai người này. Lên đường. À đau quá. Anna, tự không nhịn nữa. Cho cậu biết tay. Các bạn đánh nhau à? Nhỏ Lisa này tự dưng ăn cơm gì vậy? Dừng tay lại. Người nhận ra tay. Cuối cùng tóm gọn được bà. Cái gì vậy? Sao bị trói hết rồi? Này, mấy cái người kia. Ra là cậu. Đùa chút thôi mà, chạy lẹ thôi. Bắt cô ấy lại. Đứng lại đó, lại. Có cách. Chạy vào đây thôi. Bọn họ không đuổi theo nữa. Hooray, thoát rồi. Gì vậy? Hình như là... Ôi trời đất ơi, yêu quái. Ôi không, ghê quá. Thoát của tôi. Sao không có gì? Này, đây, kẹo bút này. Này, lolly lolly bóp, lolly lolly bóp. Này, bắt đi, đấy, cho mày đấy. Từ đây được hai bạn tao đó nhá. May quá. Sao bây giờ cậu định giờ tôi đuổi mày quá. Hy vọng các cậu bỏ qua cho tôi. Được rồi. Hả? Tên ngốc Alex. Hi da. Ôi không. Trả lại cho tôi nè. Là con ta đó. Nhiều người xem quá, 100.000 người rồi. TikTok của mình sẽ đạt được triệu view thôi. Hả? Chẳng hai người kia kìa, ngứa cả mắt. Hả?
Làm cái gì đây? Lisa! Nè! Cái gì vậy? Tại sao tôi đang live stream mà con lại làm như vậy hả? Hành động thôi. Bắt đầu nào. Được. Gì vậy? Mình phải giả coi như không thấy. Cậu có thấy Anna đâu không? Không thấy đâu cả. Mình cũng đâu có biết. Cậu mau đi tìm cậu ấy đi hả? Không biết cô ấy đi đâu được gì. Không biết Alice có nghi ngờ gì không nhở? Ê, Alice! Alice! Hả? Cái gì thế này? Điệu nhảy Hawaii. Đẹp chứ. Alice, để mình đấm bóp cho cậu nha. Tránh ra nào. Không hiểu họ đang làm cái trò quái gì nữa. Anna ơi, em ở đâu rồi? Mấy người thật là ồn ào quá đi. Tại sao cậu lại biết mình ở đây? Giờ này cậu nói cái gì vậy? Alex đang bị hai con nhỏ kia quyến rũ kìa. Cậu có biết là lúc đó mình định tới chạy bảo vệ Alex thì con nhỏ đó không cho mình vô. Sau đó nó đẩy mình ra. Thì ra như vậy hư. Mau đi theo mình. Ê, từ từ đã. Thôi đừng làm vậy trước mặt tôi nữa có được không? Alex. Hả? Wow, Anna! Lại đây, lại đây. Anna, em thấy rồi. Đi đâu vậy? Mãi. Đi đâu chơi thế? Cầm nhỏ đáng ghét này. Em hát hay thế Anna. Lên luôn. Ôi, xong rồi, hỏng máy treo rồi. Trời ơi. Anh xin lỗi Anna, hỏng máy treo mất rồi. Trời ơi, cậu làm bắn kiểu gì vậy? Thế mà cũng bắn mình. Đây, để anh treo bằng tay cho. Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc. Con cá mập, Alice. Cá mập à? Ôi không, phải làm sao bây giờ? Chúng ta mắc kẹt ở giữa đại dương rồi. Cứu chúng ta ơi. Đừng mà. Mình phải nghĩ cách gì đó. Cách rồi. Alice. Con cá mập, mày lại đây. Đuổi theo tao này. Alice, cẩn thận đó. Ôi không. Không thể nào. Hả, có chuyện gì xảy ra vậy? Vẫn còn quen này. Bàn tay của ai đấy? Wow, lợi hại quá. Đi đến đâu vậy? Dẫn mình đi đâu vậy? Khó thở quá, sắp hết hơi rồi. Ôi, không ổn rồi. Con cá mập đáng ghét này. Mau biến đi. Alex. Gì vậy? Có phải là Alex không? Alex, trời ơi, tạ ơn trời. Alex, mau tỉnh lại đi. Em xin lỗi.
Alex. Hả? Alex, dậy đi mà. Alex. Alex, đừng bỏ em mà. Làm ơn hãy cứu giúp cậu ấy. Cậu trời khấn phần, Alex mau tỉnh lại. Mình đang ở đâu đây? Anna, em đây rồi. Alex. Đi thôi. Tạm biệt.